Bạo loạn xung đột sắc tộc tại Đông Nam Á. Việt Nam đang làm tốt chuyện này như thế nào? Trong vài tháng vừa qua, bạo loạn, biểu tình và chiến tranh như một ngọn lửa đang tràn ra khắp khu vực Nam Á và cả Đông Nam Á. Thế nhưng, chúng ta hãy tạm khoan bàn về những thứ như cách mạng màu hay bàn tay của các nước lớn. Cái mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay đó là về vấn đề dân tộc, hay chính xác hơn là vấn đề đại đoàn kết dân tộc của một quốc gia. Từ đó thì ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Mỗi khi nhắc đến vấn đề Đông Nam Á, nhiều người thường nghĩ ngay tới tranh chấp và xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông. Thế nhưng, bên trong khu vực này còn một vấn đề khác làm đau đầu nhiều quốc gia đang phát triển ở đây. Đó là ngọn lửa ly khai có thể bùng phát lên bất kỳ lúc nào. Nếu ta nhìn vào loạt những quốc gia như Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, thì các chính quyền tại đây luôn phải đau đầu với những vấn đề về việc các dân tộc đứng lên chống lại chính quyền trung ương, đòi ly khai và thậm chí là tách ra độc lập. Hãy bắt đầu với Myanmar trước. Quốc gia này đang rơi vào một cuộc nội chiến với họ phe vũ trang cầm súng, bắn giết tàn sát lẫn nhau. Các phe nhỏ hơn thì cũng nửa gió mà phất cờ, đòi độc lập cho dân tộc của riêng mình. Ước tính Myanmar hiện nay có tổng cộng ít dân tộc, sự đảng phái hợp pháp, xét đảng phái được xếp vào dạng bất hợp pháp. Đảng nào thì cũng muốn thành lập nên lực lượng vũ trang và quay sang bắn lẫn nhau. Lý do đơn giản nhất đó là ngay từ khi giành được độc lập từ tay người Anh, chính quyền của họ đã không có khả năng đoàn kết các dân tộc. Và điều đó đã kích phát lên một cuộc chiến âm ỉ kéo dài từ đó cho tới nay, khi mà bùng phát dữ dội vào năm Điện trận Wuxi. Bản chất của cuộc chiến này không phải là để thiết lập một nền dân chủ tự do, mà chỉ đơn giản là dân tộc nào cũng vì quyền lợi của họ muốn tách ra thành một quốc gia độc lập. Đằng sau đó là có cả bàn tay của một số nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ hay Nga. Về vấn đề này thì các bạn có thể tìm xem lại ở các video mà trước đây kênh mình từng làm. Còn tại Indonesia, tính từ năm Uyên Phú cho tới nay, tức là khi họ vừa giành được độc lập từ tay người Hà Lan, đã có ít nhất là 6 phong trào ly khai diễn ra tại Indonesia. Chỉ khác một điều là trái với cảnh nội chiến như tại Myanmar, Indonesia thì vẫn ổn định. Đó là bởi do phe chính phủ vẫn là phe mạnh nhất. Họ đã có một cuộc chiến âm ỉ kéo dài hàng thập kỷ với các nhóm chiến binh ly khai và các phong trào biểu tình, bạo loạn, đòi tách khỏi chính quyền. Hiện nay, các phong trào ly khai tại Indonesia gồm có phong trào ly khai Aceh, phong trào ly khai Papua, phong trào ly khai quần đảo Riau, phong trào ly khai Bắc Sulawesi và phong trào ly khai Nam Maluku. Và bước ngoặt lớn nhất trong các phong trào ly khai ở đây chính là sự ra đời của một nhà nước mới có tên Đông Timor, trong đó nghiêm trọng nhất là ở Aceh và Papua. Cuộc chiến này kéo dài từ năm 1976 đến tận năm 2005, đỉnh điểm là năm 1998. Chính quyền Jakarta đã phải huy động tới 50.000 quân và đủ mọi loại vũ khí tới đây để chống lại hơn 5.000 chiến binh ly khai. Kể từ năm 2013, phong trào ly khai tại Aceh đã có dấu hiệu bùng phát trở lại khi người dân ở đây đã đòi dùng cờ của phong trào ly khai thay thế cho quốc kỳ của Indonesia. Đương nhiên là chính quyền đã không đồng ý và những cuộc biểu tình lại chính thức bắt đầu. Cho tới nay, Indonesia vẫn phải thường xuyên duy trì từ 15.000 đến 25.000 quân ngay sát tỉnh này để đề phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tại Papua, ngọn lửa ly khai mạnh mẽ cũng không kém gì Aceh. Sau khi chính quyền Hà Lan rút khỏi New Guinea thuộc Hà Lan vào năm 1962 và chính quyền Indonesia tiếp quản hòn đảo này vào năm 1963, phong trào tự do Papua đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích cường độ thấp chống lại chính quyền Indonesia thông qua việc tấn công vào quân đội, cảnh sát và cả dân thường. Những người ly khai Papua đã tiến hành các cuộc biểu tình và nghi lễ dương cao lá cờ đỏ độc lập hoặc kêu gọi thành lập một liên bang với Papua New Guinea và cáo buộc chính phủ Indonesia gây bạo lực bừa bãi và đàn áp quyền tự do ngôn luận của họ. Indonesia đã bị buộc tội là tiến hành một chiến dịch diệt chủng cư dân bản địa. Ước tính là có khoảng 300.000 người Papua đã bị lực lượng an ninh Indonesia sát hại. Một số tính toán khác thì cho thấy con số này có thể dao động từ 500.000 tới cả triệu người. Đó là còn chưa kể tới vô số cáo buộc về việc binh lính Indonesia xâm hại phụ nữ bản địa và phạm nhiều tội ác chiến tranh. Và đây cũng chính là mồi lửa cho ngọn lửa ly khai đang bùng cháy dữ dội tại Indonesia ngay ở thời điểm hiện tại. Ở đây vẫn có 4 lực lượng vũ trang chống lại chính phủ đang hoạt động. Còn tại Thái Lan, miền Nam nước này luôn trong tình trạng căng thẳng khi người Mã Lai theo đạo Hồi tại ba tỉnh Pattani, Jala và Narathiwat và một phần của tỉnh Songkhla lấy tỉnh Pattani làm trung tâm. Họ muốn thành lập một nhà nước riêng có tên là Vương quốc Pattani. Tại Malaysia, có phong trào ly khai tại hai tỉnh là Sarawak và Sabah. Tại Philippines, đây là cuộc chiến xuyên thế kỷ giữa chính quyền Manila và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Philippines, gọi tắt là Moro. Cái tên này nhằm đề chỉ những lực lượng nổi bật từng có những cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với quân chính phủ. Còn nếu nhìn rộng ra các phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số khác thì thực sự là đếm không xuể. Cứ lực lượng này bị dập tắt thì lực lượng kia lại nổi lên. Vậy thì những điều này nói lên điều gì?
chúng ta hãy khoan bàn tới chính sách của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Thay vào đó, bác Tuck Rice sẽ kể lại cho các bạn một câu chuyện đã diễn ra cách đây cả gần 1.000 năm. Đó là cuộc nổi dậy đòi độc lập của một người thủ lĩnh Nùng có tên là Nùng Chí Cao. Vào cuối năm 1038, Nùng Tôn Phúc tự xưng là Chiêu Thánh Hoàng đế, đổi tên vùng đất cai quản của ông ta thành nước Trường Sinh và không cống nạp xưng thần với chính quyền nhà Lý. Sang tháng 2 năm 1039, vua Lý Thái Tông đã tự mình cầm quân đi đánh. Trước sức mạnh áp đảo của quân nhà Lý khi đó, Nùng Tôn Phúc không sao chống đỡ nổi và phải đem cả bộ lạc, vợ con trốn vào rừng núi. Thế nhưng cho tới cuối cùng, chỉ có vợ và người con thứ của ông ta, tức Nùng Chí Cao, là trốn thoát. Còn Nùng Tôn Phúc, con trai trưởng Nùng Chí Thông và nhiều tâm phúc khác đều bị bắt và xử trảm. Điều này đã khiến cho gia tộc Nùng Chí Cao và triều đình nhà Lý kết mối thù huyết bằng máu. Nùng Chí Cao ôm hận trong lòng, muốn báo thù cho cha và anh trai, cùng với đó là thực hiện di nguyện đòi độc lập cho người Nùng còn đang dang dở. Chỉ 2 năm sau, vùng biên viễn của Đại Việt lại xảy ra chiến tranh. Nùng Chí Cao cùng mẹ là A Nùng tập hợp lực lượng, cùng kéo quân trở về, lấy châu Thản Do, Vân Châu Quảng Nguyên, lập ra một nước mới, gọi là nước Đại Lịch. Thế nhưng, quá đen cho Nùng Chí Cao khi đó, khi một người mà ông đối đầu là một trong những vị hoàng đế tài giỏi nhất trong lịch sử Đại Việt. Hơn nữa, Nùng Chí Cao mới thoát chết chưa lâu, quân đội tập hợp vội vã, hoàn toàn không có cửa để so với đội quân của một thời được gọi là Bách Niên Thịnh Thế. Việc thất bại của ông ta là điều hoàn toàn có thể đoán trước được và mọi thứ sau đó đã diễn ra đúng như vậy. Lý Thái Tông sai tướng lên đánh, bắt được và đem về thành Thăng Long. Thế nhưng, vua Lý Thái Tông trước kia đã từng sát hại cha và anh của Nùng Chí Cao. Nay thương tình không trảm, tha cho về và lại phong cho làm Quảng Nguyên Mục. Sau đó, Nùng Chí Cao và Triều Yết Kiến được vua Thái Tông ra phong cho tức Thái Bảo và cho thêm 4 động cùng một châu để Chí Cao và mẹ là A Nùng tiếp tục cai quản. Sang tới năm 1052, Nùng Chí Cao lại nổi dậy một lần nữa, tự xưng là Nhân Huệ Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam. Để tăng thêm thanh thế, ông ta xin phụ thuộc vào nhà Tống, nhưng Hoàng đế Tống Nhân Tông không chấp nhận. Để đạt được mộng ước là dựng lên một vương quốc tự trị cho 3 tộc người là tộc Tày, tộc Nùng và tộc Tráng. Nùng Chí Cao bèn đem quân sang đánh đất Tống, được sự hậu thuẫn của một số thủ lĩnh người Tày và Thái ở tỉnh Quảng Tây như Nùng Chí Trung, Nùng Kiến Hậu. Thanh thế của Nùng Chí Cao càng thêm lớn mạnh. Về sau, địch thần danh tướng nhà Tống khi đó là Địch Thanh cùng với các bộ tướng của ông ta phải mất tới 1 năm trời đánh nhau ròng rã mới có thể dẹp được thế lực này. Sau khi ông mất, vua Lý đã sắc phong cho ông là Khâu Sâm Đại Vương, cho lập đền thờ, đồng thời vỗ về những dân tộc Tày, Nùng ở khu vực biên giới. Câu chuyện của Nùng Chí Cao và vua Lý Thái Tông đã để lại cả một nghệ thuật về việc an dân cho các triều đại sau này. Và ngay cả ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể áp dụng được. Nùng Tôn Phúc làm phản, vua Lý đánh bại dễ dàng trên chiến trận. Thế nhưng nếu sai quan tới cai quản thì chắc chắn là phải đưa thêm nhiều quân tới đây mới duy trì được quyền thống trị. Như vậy thì lại phải bỏ tiền ra nuôi quân, có khi còn lớn hơn cả số tiền thuế má thu được. Từ đó, bài toán thủ trì này rõ ràng rất bất lợi. Còn nếu lập người khác lên làm thủ lĩnh thì Nùng Chí Cao và ông ta vẫn còn đó. À Nùng, vợ ông ta cũng vậy. Chưa kể thân tín vẫn còn rất nhiều, chắc chắn là sẽ có nhiều kẻ bất phục và còn dễ loạn lạc hơn. Chính vì vậy, nhà Lý đã không tiêu diệt Nùng Chí Cao, thay vào đó còn phong tước ban hầu cho ông ta nhằm vỗ về an dân. Nếu nói Việt Nam không có những lực lượng ly khai chống đối thì cũng không hẳn. Trước đây chúng ta có phân trò hoạt động mạnh ở khu vực Tây Nguyên. Những thành viên thuộc lực lượng này chủ yếu là một số cựu sĩ quan từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Do lo sợ bị chính quyền mới trả thù nên họ đã đâm lao theo Lào, cùng với phân trò rút vào rừng thành lập một lực lượng đánh lâu dài với chính phủ mới. Đương nhiên là những kẻ này không phải đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam khi đó. Tuy nhiên, nếu dẹp theo kiểu càn quét như Indonesia đánh với lính Aichi và Papua thì chắc chắn là không thể dẹp yên hoàn toàn được. Không những vậy, nó cũng sẽ gây ra sự bất mãn trong những dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, tạo điều kiện để những kẻ này lôi kéo thêm những người khác trong chính quyền. Đất nước thì đang bị bao vây cô lập, thủ trong giặc ngoài quấy nhiễu sẽ gây ra bạo loạn. Vào thời điểm đó, cả nước đang phải thắt lưng buộc bụng để nuôi hơn 1 triệu bộ đội chiến đấu ở cả hai đầu đất nước. Nếu bên trong có thêm một lực lượng chống đối nữa thì dẫu cho Tôn Tử sống lại cũng khó cứu. Thay vào đó, cũng như vua Lý Thái Tông phong tước cho Nùng Chí Cao, chính quyền đã nương tay với những người từng tham gia vào lực lượng phân rò. Đương nhiên, vẫn phải đưa quân đánh một trận với những kẻ chống đối. Nhưng khi đã tóm được những thành viên cốt cán, thay vì một bản án nặng nề thì họ chỉ đơn giản là quay về nhà với gia đình và vợ con. Ví dụ như ông Nahira Yaduk, nguyên đệ nhất phó thủ tướng kiêm động lý văn phòng trung ương phân rò. Ông này còn từng được Nguyễn Văn Thiệu Phong làm đệ nhị phó, chủ tịch phong trào đoàn kết các sắc tộc thiểu số cao miền Việt Nam, bị bắt vào năm 1980 đoàn. Nhưng sau này, ông đã trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng,
hay ủy viên hội đồng dân tộc của Quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, hay ủy viên hội đồng dân tộc của Quốc. Không chỉ mình ông Gia Đúc, những người từng hàn chính quyền và biết quay đầu là bờ khi đều được chính quyền trọng dụng và làm các chức vụ tại địa phương. Trong trường hợp này, Việt Nam có thể giải quyết được cả hai vấn đề cùng một lúc. Một là tránh rơi vào cái bẫy của các thế lực bên ngoài. Nếu Việt Nam cũng chọn cách làm mạnh như Indonesia, đưa những sư đoàn mạnh lên đây, thì việc càn quét là điều đơn giản thôi. Nhưng nó sẽ vô tình gây ra hận thù giữa những người dân thường và quân đội. Vì đã là chiến tranh, thì thiệt hại là điều không thể tránh được. Trong hoàn cảnh đang bị bao vây cô lập như vậy, những kẻ này hoàn toàn có thể móc nối với những người cha đỡ đầu của họ, đó là CIA, lù loa lên rằng chính quyền đàn áp các dân tộc thiểu số, đàn áp tôn giáo, vừa về từ đó thì đẩy Việt Nam vào tình huống ngặt nghèo hơn và rất khó để chúng ta có thể hội nhập quốc tế sau này. Hai là vấn đề với các dân tộc thiểu số ở đây. Từ thời phong kiến cho tới nay, vấn đề các dân tộc ở vùng biên giới luôn là nỗi lo của những vị lãnh đạo. Những người này chỉ tin tưởng những thủ lĩnh là người cùng một dân tộc và đã có uy tín trong dân địa phương. Nếu đưa những người dân tộc khác tới đây nắm những chức vụ quan trọng trong chính quyền, thì người dân vừa không phục lại vừa tạo điều kiện cho phân rò lù loa rằng đây là chính sách đồng hóa của chính quyền. Chính vì vậy, việc tận dụng luôn những người đã đầu hàng và bị bắt vào những vị trí này, thứ nhất nhằm đánh vào tâm lý của những người đã theo phân rò, cho họ một con đường để quay về, và hai là tránh trò đổi trắng thay đen của chúng. Như vậy, ta có thể thấy rằng cách xử lý vấn đề dân tộc của Việt Nam và các quốc gia khác là khác nhau rất nhiều, vừa có những nét kế thừa từ lịch sử, vừa phù hợp với thời đại, và thời gian đã trả lời rằng cách làm này là đúng. Đó là việc những kẻ tự xưng là đòi độc lập dân không còn đất mà sống, vì người dân trong nước thì không dùng, lại còn bị chính quyền truy nã, phải sống chui lủi. Dần dần thì chỉ còn có thể ra hàng. Những kẻ đã chạy sang Thái Lan thì được đưa về Mỹ, rồi tiếp tục giấc mơ hão huyền về một tổ chức mang tên nhà nước Đề Ga. Một bằng chứng rõ ràng nhất đó là vụ tấn công trụ sở xã ở Đập Lực năm 2023. Khi những kẻ này bị chính người dân địa phương truy bắt rồi nộp cho lực lượng chức năng, ta có thể thấy được hình ảnh quân với dân như cá với nước thực sự là gì. Ấy vậy mà cứ mỗi năm, không dưới một vài lần, vẫn có những kẻ nào đó liên tục kêu gào là chính quyền đàn áp các dân tộc thiểu số, đàn áp tôn giáo, vì. Trong khi đó, xin mời các bạn hãy nhìn sang Indonesia, Thái Lan và cả Philippines, biết bao nhiêu vụ càn quét với hàng chục nghìn quân được triển khai. Mỗi năm thì không dưới vài vụ bê bối quân đội của những nước này xâm hại những người phụ nữ tại nơi họ được triển khai. Ấy vậy mà chẳng thấy cái danh sách nào liệt họ vào những nước thiếu nhân quyền hay một tòa án nào đó được lập ra để xét xử những kẻ có tội cả. Nhìn lại cả Đông Nam Á hiện nay thì đã có một Myanmar rơi vào vòng xoáy nội chiến, Thái Lan, Indonesia và Philippines thì luôn trong tình trạng bị đánh bom và nội chiến bùng phát bất kỳ khi nào. Chúng ta không thể không đặt ra một câu hỏi rằng những kẻ ở bên kia bán cầu suốt ngày kêu gọi vùng lên chống lại chính quyền có thực sự là đang vì quyền lợi của những người dân tộc thiểu số hay vì đất nước hay không? Đặt trong bối cảnh hiện nay, nếu khối đại đoàn kết dân tộc bị phá vỡ, khi mà giờ đây 54 dân tộc anh em tự nhiên mỗi dân tộc lại thành lập ra một đảng riêng, một lực lượng vũ trang riêng rồi quay sang bắn phá lẫn nhau, thì liệu đó có phải là một điều tốt hay không? Trong suốt lịch sử 4.000 năm giữ nước và giữ nước, sức mạnh cốt lõi nhất giúp người Việt chống lại kẻ thù mà không bị đồng hóa đó là sự đoàn kết. Tổ tiên người Việt đã dạy rằng, trong có ấm thì ngoài mới yên. Trong nhà, anh em dù đang bất hòa mà có kẻ lãng dường sinh sự, cũng còn phải tạm gác lại bất hòa mà đoàn kết lại để đối phó với người ngoài. Ngay từ thời phong kiến, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã từng có một câu nói bất hủ: vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước chung sức mà giặc phải chịu trói. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chỉ khi đoàn kết toàn dân trên dưới một lòng thì mới có thể vượt qua được những cơn sóng dữ của lịch sử. Từ những gì đã trình bày ở trên và những tấm gương đang hiện ra sờ sờ trước mắt, chúng ta những người dân của 54 dân tộc anh em, những người đang sống trong hòa bình và đã từng phải trả những cái giá quá đắt trong lịch sử để đổi lấy điều này, hãy tự hỏi, chúng ta cần hòa bình, ổn định để làm kinh tế hay là cần những khẩu hiệu hào nhoáng của những kẻ chẳng mất gì nếu đất có rơi vào khủng hoảng? Thời gian gần đây, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt các cuộc biểu tình. Tuy nguyên nhân của các cuộc biểu tình này là khác nhau, nhưng khi đi vào phân tích tình hình chính trị của mỗi quốc gia, chúng ta dễ dàng nhận thấy nó có một điểm chung, đó là hệ thống gia đình trị đang hiện diện tại các quốc gia này. Tại Thái Lan, cuộc bầu cử gần đây đã chứng kiến sự trở lại của gia tộc Sinawacha, khi bà Phetongthon Sinawacha chiến thắng và trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử đất nước. Trước đó, chức vụ này được nắm giữ bởi cha bà, ông Lomthirachai Sinawacha và cô ruột bà là bà Songlak Sinawacha Tam Tầu. Còn tại Indonesia, gần đây luật bầu cử đã bị điều chỉnh để tạo điều kiện cho con trai của Tổng thống Widodo kế vị. Mặc dù anh này mới chỉ 29 tuổi, thấp hơn so với yêu cầu về độ tuổi theo luật định. Hay như tại Philippines, sự thống trị của các gia tộc chính trị là điều đáng lưu ý, với 80% là thống đốc,
67% là phó thống đốc, 66% là nghị sĩ và 53% là thị trưởng, đều thuộc các gia tộc quyền lực. Cuối cùng là Campuchia, láng giềng của Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ khi ông Hun Manet lên nắm quyền thay cho cha vào năm ngoái. Cùng với việc các vị trí quan trọng trong chính trị Campuchia vẫn được giữ bởi vợ và hai người con của ông Hun Sen, điều này đã tạo ra làn sóng bất bình trong cộng đồng người dân Đông Nam Á. Vậy thì cụ thể làn sóng gia đình trị ở Đông Nam Á như thế nào? Hệ quả của nó là gì? Và đặc biệt qua đó để thấy Việt Nam ta đã thực hiện dân chủ tốt như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này để tìm hiểu về làn sóng gia đình trị của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hiện nay cụ thể như thế nào. Chúng ta hãy tìm hiểu lần lượt từng quốc gia mà vấn đề này đang trở nên nổi cộm. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với Thái Lan. Tại Bangkok, vào ngày 16 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, ông Wan Mahamat Noamata, đã triệu tập một phiên họp toàn thể của Hạ viện với 493 thành viên để bầu chọn thủ tướng mới, thay thế ông Pravithin, người vừa bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm, và ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu này là bà Phetongthan Sinawacha, lãnh đạo của Đảng Vì nước Thái, hay còn gọi là Đảng Phue Thai. Đảng hiện đang đứng đầu liên minh cầm quyền với 314 ghế trên tổng số 493 ghế tại Hạ viện. Theo quy định của luật bầu cử Thái Lan, bà Phetongthan Sinawacha cần ít nhất 247 phiếu ủng hộ để được bầu làm thủ tướng. Kết quả bỏ phiếu đã cho thấy bà Phetongthan Sinawacha nhận được 319 phiếu ủng hộ. Với kết quả này, bà Phetongthan Sinawacha đã trúng cử và trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan, đồng thời là thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay. Bà cũng là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử của xứ sở Chùa Vàng và là thành viên thứ ba trong gia đình Sinawacha đảm nhiệm vị trí này. Trước khi bước vào chính trường, bà Phetongthan Sinawacha đã giữ vai trò giám đốc điều hành tại một công ty quản lý các tài sản thuộc sở hữu của gia tộc Sinawacha, bao gồm khách sạn SC, Bar Arcade, câu lạc bộ golf và OB Sengdeu Sport, cùng với khách sạn Thammasat. Bà cũng là cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ SC Asset Corporation và đảm nhiệm vị trí giám đốc tại Thai Comau. Ngoài ra, bà còn nắm giữ cổ phần tại 20 công ty khác trong các lĩnh vực bất động sản, viễn thông và truyền thông. Những thông tin này cho thấy rõ sự hùng mạnh của gia tộc Sinawacha Tamter. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thủ tướng trước đó đã bị báo chí quốc tế chỉ trích là hành vi phi dân chủ không thể chấp nhận được. Nguyên nhân là do chỉ có một ứng cử viên duy nhất và đảng của bà Phetongthan Sinawacha nắm giữ đa số ghế trong quốc hội, khiến kết quả gần như đã được định sẵn. Hơn nữa, Đảng Vì nước Thái, tức là Đảng Phue Thai mà bà Phetongthan đại diện, lại được thành lập bởi cha bà, ông Thaksin Shinawatra Temtamnin, để tạo điều kiện thuận lợi hơn. Vào ngày 7 tháng 8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán Đảng Tiến bước, tức là Đảng MFP, đảng đối lập với Đảng Vì nước Thái. Sự giải thể này đã khiến hàng triệu cử tri trẻ và những người ủng hộ Đảng Tiến bước với chương trình nghị sự về cải cách dân chủ cảm thấy phẫn nộ. Đảng Tiến bước được coi là đại diện cho mong muốn rộng rãi về cải cách dân chủ, đặc biệt là trong số các cử tri trẻ sau nhiều năm dưới sự cai trị của quân đội và hoàng gia. Theo phán quyết của tòa án, 11 lãnh đạo của Đảng Tiến bước sẽ bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 10 năm. Những bước chuẩn bị của bà Phetongthan Sinawacha đã cho thấy sự hùng mạnh và ảnh hưởng sâu rộng của gia tộc này. Không chỉ bà Phetongthan và cha bà là ông Thaksin nắm giữ quyền lực tối thượng, mà các thành viên khác trong gia tộc Sinawacha cũng đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Em gái của ông Thaksin, bà Yingluck, cũng đã từng là thủ tướng Thái Lan và giờ đây con gái của ông tiếp tục giữ vững vị trí quyền lực này cho gia đình. Gia tộc Sinawacha còn được coi là biểu tượng cho sức mạnh của cộng đồng người Hoa tại Thái Lan, xuất hiện tại đất nước Thái Lan từ thế kỷ 19. Gia tộc này đã nhanh chóng gặt hái được những thành công trong lĩnh vực buôn bán tơ lụa nhập khẩu từ Trung Quốc. Với tài năng trong thiết kế và chế tác các sản phẩm tinh xảo, họ không chỉ phát triển mạnh mẽ về mặt kinh doanh mà còn tích cực tham gia vào chính trị. Xã hội Thái Lan từ lâu đã có truyền thống quan trọng về kinh thương. Kể từ khi chế độ quân chủ lập hiến được thành lập vào năm 1932, quân đội đã trở thành lực lượng chủ chốt trong chính trường Thái Lan và phần lớn các lãnh đạo chính phủ đều xuất thân từ quân đội. Gia tộc Sinawacha đã nỗ lực gia nhập quân đội với nhiều thành viên đạt đến cấp hàm tướng và trở thành các sĩ quan cao cấp. Hầu hết các thành viên gia tộc này đều giữ các chức vụ cao trong chính trị ở tỉnh Chiang Mai. Thực tế, các thành viên trong gia tộc này đều đảm nhiệm các vị trí quan trọng dù ở cấp tỉnh hay trong quân đội. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là chưa thấy bất kỳ tổ chức nhân quyền nào chỉ trích gia tộc này, dù họ giữ vai trò lãnh đạo lớn trong xã hội. Với việc quyền lực của gia tộc Sinawacha ngày càng mở rộng, đã xuất hiện làn sóng chỉ trích trong chính trường Thái Lan Tây Tây. Một số chính trị gia cho rằng tân thủ tướng Phetongthan Sinawacha còn quá trẻ và có thể bị ảnh hưởng quá mức bởi cha bà là ông Thaksin Shinawatra Tamter. Điều này dẫn đến lo ngại rằng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay ông Thaksin. Về phía người dân, mặc dù chưa có động thái phản đối rõ ràng, có thể là do họ quá chán ngán với nền chính trị chuyên quyền và
và những vấn đề liên quan đến hoàng gia, người dân có thể cảm thấy mệt mỏi và thiếu tiếng nói trong một hệ thống chính trị đã quen thuộc với sự kiểm soát và chi phối. Tiếp theo đó, chúng ta hãy cùng nói đến sự thống trị của gia đình Tổng thống Widodo tại Indonesia. Như chúng ta đã biết, hàng ngàn người dân Indonesia đã đổ ra đường tập trung trước Quốc hội để phản đối quyết liệt dự luật bầu cử sửa đổi. Áp lực từ đám đông đã khiến Quốc hội phải hoãn phiên bỏ phiếu. Trước đó vào ngày 22 tháng 8, Quốc hội Indonesia đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp để thảo luận về dự luật bầu cử mới, được đề xuất bởi nhóm nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Widodo và người kế nhiệm dự kiến của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto. Theo dự luật cũ quy định rằng, ứng viên tranh cử tỉnh trưởng phải từ 30 tuổi trở lên. Tuy nhiên, con trai của Tổng thống Widodo là Kesan Basip hiện đang ứng cử vị trí lãnh đạo tỉnh Trung Java, mới 29 tuổi, không đủ điều kiện theo quy định. Dù tòa án hiến pháp không đồng ý, Quốc hội vẫn tổ chức một phiên họp đột xuất để hợp thức hóa tình huống của con trai tổng thống. Dự luật nhanh chóng bị chỉ trích là một âm mưu nhằm ngăn cản các ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11, đồng thời tạo điều kiện cho con trai út của ông Widodo tham gia tranh cử. Sự tức giận của người dân bùng phát mạnh mẽ với hàng ngàn người biểu tình tràn ngập các tuyến đường quanh tòa nhà Quốc hội ở Jakarta. Một số người đã cố gắng xông vào bên trong để ngăn chặn phiên họp tầm đạo. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông, trong khi người biểu tình ném đá vào các lực lượng an ninh chặn đường, đốt lốp và kéo đổ một phần hàng rào của Quốc hội. Các cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước, với người dân kêu gọi Quốc hội tôn trọng tòa án hiến pháp và phản đối sự hình thành của gia tộc chính trị tại Indonesia. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Widodo bị cáo buộc lạm dụng quyền lực vì lợi ích gia đình. Vào năm 2023, con trai cả của ông là Gibran Rakabuming Raka, mới 36 tuổi, đã trở thành ứng viên phó tổng thống, mặc dù thiếu 4 tuổi so với quy định. Ngoài ra, con gái của ông Widodo cũng là nhân vật quan trọng trong giới chính trị. Con rể của ông là thị trưởng của thành phố Medan. Điều này giúp gia đình ông Widodo không chỉ khuất tầm ảnh hưởng trong chính trị, mà còn trong các lĩnh vực luật pháp và kinh doanh, tạo ra một mạng lưới quyền lực lớn ở Indonesia. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện về luật bầu cử, Indonesia còn đang xem xét việc sửa đổi các quy tắc giúp các đảng phái chính trị nhỏ dễ dàng đề cử ứng viên hơn. Đối với một số người, đây là dấu hiệu của một hệ thống chính trị đang bị kiểm soát và lợi dụng. Với nhiều người dân Indonesia, những điều này là biểu hiện của lạm quyền và đi ngược lại với các nguyên tắc dân chủ, đồng thời càng làm gia tăng lo ngại về việc thiết lập một triều đại gia đình tại Indonesia, gây ra bất ổn và phản đối từ người dân. Và tiếp theo đó là Philippines, đất nước đang được thống trị bởi các gia tộc quyền lực. Tính đến năm 2013, nước này ghi nhận 178 gia tộc chính trị đang hoạt động, khiến Philippines được mệnh danh là thủ đô của các gia tộc chính trị trên thế giới. Các dòng họ như Duterte, Marcos, Estrada và Quezon là những ví dụ tiêu biểu. Thành viên của các gia tộc này nắm giữ các vị trí quan trọng từ chính phủ trung ương đến chính quyền địa phương và cấp làng xã. Dù kết quả bầu cử ra sao thì người chiến thắng thường là những thành viên của các gia tộc này. Tính đến năm 2019, 80% thống đốc, 60% phó thống đốc, 66% nghị sĩ và 53% thị trưởng đều thuộc các gia tộc chính trị. Các gia tộc này không chỉ nắm giữ quyền lực mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân khi những câu chuyện đời tư của họ được chú ý và nhiều con đường được đặt tên theo họ. Chính trị Philippines hiện đang trải qua một giai đoạn triều đại gia tộc với việc một thành viên nắm giữ vị trí quan trọng và sau đó bàn giao cho các anh, chị em hoặc con cái, đồng thời mở rộng ảnh hưởng bằng cách tìm kiếm thêm các chức vụ cấp cao hơn. Khi người thân cùng nắm giữ vị trí trong một bộ máy chính quyền, các gia tộc chính trị này sẽ tiếp tục thống trị các cuộc bầu cử, duy trì truyền thống này qua các thế hệ. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2019 là một minh chứng rõ ràng cho sự thống trị của các gia tộc quyền lực. Con trai cả của Tổng thống Duterte là ông Paulo được bầu vào ghế nghị sĩ, con gái ông là Sara trở thành thị trưởng thành phố Davao và con trai út Sebastian là phó thị trưởng. Đến năm 2021, cựu võ sĩ quyền Anh và thượng sĩ Manny Pacquiao đã quyết định ứng cử chức tổng thống để chấm dứt triều đại này. Ông tuyên bố không thuộc bất kỳ gia tộc quyền lực nào tại Philippines. Tuy nhiên, trong quá trình tranh cử, ông đã đề cử 3 thành viên gia đình vào các vị trí chính trị. Thậm chí cả huấn luyện viên của ông cũng được đề cử làm phó thị trưởng. Dù ông Pacquiao khẳng định không thuộc gia tộc quyền lực, việc ông xây dựng một đế chế chính trị riêng cho mình có vẻ đáng tin hơn so với tuyên bố muốn chấm dứt tình trạng này. Tại Philippines, sự tồn tại song song của nhiều thế lực mạnh mẽ đã dẫn đến tình trạng căng thẳng không thể tránh khỏi. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2019, một vụ tấn công đẫm máu ở thành phố Ampatuan, tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines đã gây chấn động dư luận. Vụ tấn công này không phải là do một tên sát nhân hàng loạt, mà là một cuộc chiến chính trị của gia tộc Ampatuan, một gia tộc quyền lực tại tỉnh Maguindanao. Ngày 19 tháng 12, tòa án Manila tuyên bố những kẻ chủ mưu là các thành viên của gia tộc Ampatuan, vốn kiểm soát hầu hết các chức sách chính trị ở đây. Trong cuộc bầu cử thống đốc năm 2019, ứng cử viên Imran Mangudadatu
được coi là mối đe dọa lớn cho sự thống trị của gia tộc Ampatuan. Khi ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, gia tộc Ampatuan đã tổ chức ám sát toàn bộ đoàn người của ông, phục kích, bắt cóc, đưa đến một ngọn đồi và sát hại. Những người may mắn trốn thoát cũng bị truy sát. Thi thể của các nạn nhân được chôn vùi trong ba hố chôn tập thể. Trong số các nạn nhân có vợ, em gái và nhiều người thân của ông Mangudadatu cùng với 32 phóng viên. Vụ việc này hiện vẫn là một nỗi đau ám ảnh với người dân Philippines và là một vết nhơ trong nền chính trị của nước này. Và cuối cùng, chúng ta hãy đến với quốc gia láng giềng của Việt Nam. Đó chính là Campuchia. Việc ông Hun Manet lên nắm chính quyền thay cho cha ông là ông Hun Sen sẽ ít gây ra bàn cãi. Nếu như các nhân vật trong gia đình, ông Hun Sen không nắm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước này. Mặc dù ông Hun Sen không còn giữ chức thủ tướng, nhưng ông vẫn duy trì ảnh hưởng trên chính trường Campuchia với vai trò là chủ tịch thượng viện. Vị trí này cho phép ông đảm nhận nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia tạm quyền khi nhà vua vắng mặt ở nước ngoài. Trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ năm 2024, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia CPP do ông Hun Sen lãnh đạo đã giành được 55 trên 58 ghế. Điều này càng củng cố quyền lực của ông trong chính trị Campuchia. Vị trí phó thủ tướng hiện nay được đảm nhận bởi người con trai út của ông, Bộ trưởng Hành chính Công Hun Mani. Ở tuổi 41, ông Hun Mani đã trở thành phó thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Campuchia. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này đã gặp phải nhiều chỉ trích, với nghi ngờ rằng sự lựa chọn này chủ yếu dựa vào quan hệ gia đình hơn là năng lực thực sự. Thủ tướng Hun Manet đã biện minh rằng việc bổ nhiệm ông Hun Mani là một phần của nỗ lực cải cách hệ thống dịch vụ công, bao gồm các cơ quan công quyền, giáo dục và y tế, mà ông Hun Mani có kinh nghiệm trong vai trò bộ trưởng. Tuy nhiên, các cáo buộc về gia đình trị và tham nhũng vẫn tiếp tục gia tăng. Ngoài hai người con trai là thủ tướng và phó thủ tướng, bà Bun Reni, vợ của ông Hun Sen, hiện là chủ tịch hội chữ thập đỏ. Con trai giữa của ông Hun Mani giữ chức trung tướng và cục trưởng cục tình báo quân đội. Quyền lực của gia đình ông Hun Sen dường như không có giới hạn tại Campuchia. Vậy, câu hỏi đặt ra là hậu quả của hệ thống gia đình trị tại các quốc gia này là gì? Tình trạng gia đình trị sẽ làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống chính trị, khiến người dân cảm thấy quyền lực chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ và không được phân chia công bằng. Điều này có thể dẫn đến bất ổn xã hội và các cuộc biểu tình quy mô lớn như chúng ta đã thấy ở Indonesia, Campuchia và Thái Lan. Khi quyền lực tập trung vào tay một gia đình hoặc nhóm người, nền dân chủ sẽ bị suy giảm. Điển hình như sự bóp méo quá trình bầu cử ở Indonesia, điều này kéo theo sự đa dạng trong các lựa chọn chính trị bị hạn chế. Như việc ở Thái Lan, chỉ có một ứng cử viên cho chức thủ tướng là bà Belton Senawatchakarn. Những tiếng nói đối lập và quan điểm khác biệt có thể bị đàn áp hoặc loại bỏ, ngăn cản sự xuất hiện của những nhà lãnh đạo tài năng mới và cản trở sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà các quốc gia phương Tây và các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích mạnh mẽ tình trạng gia đình trị trong chính trị Đông Nam Á. Điều này làm tổn hại uy tín quốc tế và các quốc gia trong khu vực. Sự bất ổn chính trị cũng có thể dẫn đến sự giảm sút đầu tư nước ngoài và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Như vậy, tác hại mà hệ thống chính trị này mang lại là cực kỳ lớn và có thể phá hủy một quốc gia nếu bạo lực xảy ra vì vấn đề này không được kiểm soát tốt. Qua những gì đang xảy ra ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta trong suốt khoảng thời gian qua đã thực hiện dân chủ tốt như thế nào. Có thể nói, hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà gia đình các nguyên thủ quốc gia lại không nắm giữ chức vụ trong hệ thống chính trị, như gương mặt tiêu biểu mới gần đây nhất đó là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay cả ở những quốc gia dân chủ như Mỹ, gia đình Bush đã có hai thế hệ làm tổng thống với ông Bush con và Bush cha lần lượt giữ chức tổng thống thứ 41 và 43. Hiện nay, các thành viên khác của gia đình ông Bush cũng tiếp tục theo đuổi các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Quyền lực có sức hấp dẫn mạnh mẽ, khó có thể cưỡng lại được. Thế nhưng một số nhà lãnh đạo, trong đó nổi bật là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã thực sự làm được điều này. Dù là con trai, con gái hay con dâu, rể các thành viên trong gia đình ông đều không nắm giữ vị trí nào trong hệ thống chính trị. Ông luôn khuyến khích con cháu nỗ lực học tập và làm việc, thay vì dựa vào sự ưu ái hay xin xỏ. Quyền lực nếu không được kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tham lam và lạm dụng, như chúng ta đã thấy ở gia tộc Sinawatra của Thái Lan. Với sự tập trung quyền lực và tài sản khổng lồ, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nổi tiếng với câu nói: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng nhất." Chính tinh thần này đã giúp đất nước Việt Nam duy trì hòa bình ổn định và tạo dựng niềm tin vững chắc vào sự công bằng và lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Vâng, có thể thấy rằng hiện nay làn sóng gia đình trị đang lan tràn khắp Đông Nam Á, mang lại những hệ lụy nặng nề và gây nên sự bất mãn sâu rộng trong xã hội. Những cuộc biểu tình và bạo loạn nổ ra khắp nơi, phản ánh sự bất bình của người dân trước một hệ thống chính trị bất công và thiếu minh bạch. Trong bối cảnh các nước này đang chìm đắm trong bất ổn, thì Việt Nam lại nổi lên như một tấm gương sáng, một ngọn đuốc dẫn đường. Dù diện tích nhỏ bé, nhưng Việt Nam đã và đang chứng minh sức mạnh của một hệ thống chính trị công bằng và minh bạch, nơi mà các nhà lãnh đạo luôn đặt lợi ích của nhân dân và quốc gia lên hàng đầu. Khác với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam không cho phép bất kỳ hình thức gia đình nào xâm nhập vào hệ thống chính trị.
Thay vào đó, đất nước được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo kiên định, chính trực và luôn tuân thủ theo nguyên tắc pháp luật. Những giá trị này không chỉ giúp duy trì ổn định chính trị, mà còn tạo ra một môi trường an lành và tin tưởng cho người dân. Lấy cảm hứng từ di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã kiên quyết thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm loại bỏ tham nhũng và bảo vệ sự liêm chính trong bộ máy nhà nước. Đây không chỉ là biểu hiện của sự quyết tâm, mà còn là minh chứng cho cam kết bảo vệ giá trị công bằng, một yếu tố quan trọng để duy trì lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Trong khi các quốc gia láng giềng đang loay hoay với những thách thức từ nội bộ đến đối ngoại, Việt Nam đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo và điều hành xuất sắc của mình. Những chính sách đúng đắn và tinh thần kiên định của lãnh đạo Việt Nam đã giúp đất nước vượt qua những sóng gió, giữ vững độc lập, chủ quyền và tạo ra sự phát triển bền vững. Nhìn về tương lai, người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào những thế hệ lãnh đạo kế cận, đặc biệt mới đây nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm, đang là người kế thừa phát huy tinh thần chính trực, công bằng và tinh thần phụ sự đất nước của các vị tiền bối. Chính những thế hệ lãnh tụ này sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển một Việt Nam hùng mạnh, nơi mà công bằng và dân chủ luôn được đảm bảo, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới. Việt Nam, với những giá trị cốt lõi về công bằng, minh bạch và quyết tâm chống lại mọi hình thức gia đình trị, đã và đang trở thành một mô hình lý tưởng cho nhiều quốc gia học hỏi và noi theo lên. Trong bối cảnh đầy biến động, Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế. Campuchia như cá nằm trên thớt. Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023, các doanh nghiệp Việt và Mỹ đã thành công chốt nhiều đơn hàng, như những dự án với tổng trị giá hàng chục tỷ đô. Phải kể tới như Vietnam Airlines và hãng Boeing đã thỏa thuận mua 50 máy 7 Max trị giá 10 tỷ đô. Hãng hàng không Viet thì ký hợp đồng tài trợ 0,5 tỷ đô với Kalin cho đơn hàng 200 máy bay. Amkor Technology sẽ vận hành nhà máy bán dẫn 1,6 tỷ đô tại Bắc Ninh, nhà máy lớn nhất của Amkor trên toàn cầu. Thế nhưng, đáng chú ý nhất phải là thương vụ lịch sử giữa công ty điều hành cảng SM Marine của Mỹ và công ty Joe Biden của Việt Nam. Hai bên sẽ công bố hợp tác phát triển trung tâm logistics Cái Mép Hạ trị giá 6,7 tỷ đô và biến cảng Cái Mép Hạ của Việt Nam trở thành một trung tâm logistics lớn nhất trong Việt Nam và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào những mạng lưới giao thương và vận tải biển, Việt Nam đang trỗi dậy như một điểm nóng chiến lược tại khu vực Đông Nam Á. Với vị trí địa lý đắc địa và tiềm năng phát triển không giới hạn, các cảng biển của Việt Nam đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều cường quốc toàn cầu, đặc biệt là Hoa Kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ đã quyết định rót tới 7 tỷ đô để bắt tay cùng Việt Nam trong các dự án cảng biển. Số vốn khổng lồ này không chỉ nhằm xây dựng và nâng cấp các cảng lớn của nước ta, mà nó còn nằm trong một chiến lược tổng thể nhằm cách mạng hóa các cơ sở hạ tầng logistics, giúp nó ngày càng hoàn thiện hơn và đưa các công nghệ quản lý hiện đại bậc nhất vào thực tiễn. Thế nhưng, liệu đây có thực sự chỉ là một bước tiến trong việc thắt chặt quan hệ thương mại song phương hay không? Hay đây còn là một nước cờ chiến lược của Mỹ nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của họ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, từ đó cạnh tranh trực tiếp với sự hiện diện ngày càng lớn hơn của Trung Quốc tại Việt Nam? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Liên danh với Mỹ, Việt Nam đứng trước cơ hội đột phá về kinh tế. Một trong những sự kiện đánh dấu sự khởi đầu cho sự đầu tư mạnh mẽ của Mỹ vào các dự án tỷ đô ở Việt Nam chính là chuyến thăm thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Ngay sau khi Tổng thống Biden trở về sau chuyến công tác này, Nhà Trắng đã lập tức phát đi thông báo công bố sự kiện thỏa thuận hợp tác giữa công ty điều hành cảng SM Marine của Mỹ với GMADF của Việt Nam về việc phát triển các cảng biển chiến lược tại khu vực miền Nam Việt Nam. Trong đó đặc biệt nhất phải kể tới trung tâm Logistics Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm Logistics lớn nhất cả nước với tổng trị giá lên tới 6,7 tỷ đô. Trước khi có cú bắt tay lịch sử này liên doanh giữa Mỹ và Việt Nam, thì cảng Cái Mép đã là một siêu cảng đảm nhận khối lượng container lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, do một vài yếu tố đã tác động khiến ở đây chưa thể trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế. Có một vài nguyên nhân có thể kể tới như cơ sở hạ tầng chưa thực sự hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối và dịch vụ logistics chưa phát triển đồng bộ, làm giảm tính cạnh tranh của cảng. Ngoài ra, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các cảng trung chuyển khác trong khu vực, chính sách hỗ trợ chưa hiệu quả và việc thiếu liên kết giữa các cảng và khu công nghiệp đã khiến cho Cái Mép thị vải chưa thể vươn tầm quốc tế như mong đợi. Và khi nước ta công bố dự án cảng Cái Mép Hạ, đây giống như là một cú mở cửa lịch sử khiến nhiều ông lớn lập tức chú ý. Dự án bắt đầu được quy hoạch với diện tích 1.800 ha, sau đó sẽ mở rộng lên 2.200 ha để tiếp nhận những con tàu có tải trọng lớn nhất thế giới, biến nơi đây thành cảng trung chuyển tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Với tiềm năng khổng lồ, không có gì quá ngạc nhiên khi giới tư bản Mỹ không thể bỏ qua món hời này. Tuy nhiên, siêu dự án này cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm từ các ông lớn khác trong ngành hàng hải như Gelesimco, ESC, Bocalix, Hatico và Tập đoàn Mặt Trời. Vào tháng 6 năm 2024, liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SIC, Tập đoàn Gelesimco
và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế GC đã đề xuất triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container cái Mép Hà. Sự hút của siêu cảng này là không thể phủ nhận, khiến nước Mỹ phải có những bước đi quyết liệt, nếu không họ có thể đánh mất cơ hội lớn này vào tay các đối thủ khác. Trước bối cảnh và cơ hội vươn mình ngoạn mục của Việt Nam, dự án siêu cảng cái Mép Hà liên doanh với Mỹ đều kỳ vọng sẽ là cơ hội lớn để vùng kinh tế phía Nam, đặc biệt là Đông Nam Bộ, phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế nằm trên trục đường hàng hải quốc tế và kết nối đường bộ và lục địa, Việt Nam có tiềm năng vượt trội so với Singapore trong vai trò trung chuyển. Bên cạnh đó, cảng nước sâu cũng là một trong những tài nguyên rất quan trọng của Việt Nam, giúp tăng trưởng kinh tế và tiềm năng phát triển cảng biển của Việt Nam nhờ vào các hiệp định thương mại tự do và vị trí chiến lược của một loạt các cảng lớn, điển hình là cảng cái Mép. Siêu dự án cảng cái Mép chỉ là một trong những bước đầu của Việt Nam trong kế hoạch phát triển kinh tế biển của đất nước theo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045, đều xác định rằng Việt Nam phải trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn. Trong đó, một trong những nhiệm vụ đặt ra là phải phát triển hệ thống cảng biển, logistics, cạnh tranh song phẳng với các nước trong khu vực và cả thế giới. Và dù sao thì cũng phải khẳng định rằng, với sự giúp sức của Mỹ, nó sẽ khiến cho tương lai của kế hoạch này ngày càng được rộng mở và tươi sáng hơn. Chính những tiềm năng vô cùng to lớn này đã khiến cho phía Mỹ quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực logistics và hàng hải của Việt Nam. Họ đã nhanh chóng nhìn thấy trước số tiền khổng lồ mà siêu cảng biển này đem lại cho các nhà đầu tư. Cùng với đó, Việt Nam cũng đã hưởng lợi lớn từ phi vụ thương mại này. Chúng ta vừa củng cố ngoại giao, giao thương với Mỹ, lại vừa có thể nâng cao khả năng tiếp nhận các tàu container lớn, cải thiện hiệu suất hoạt động, thu hút thêm các tuyến vận tải quốc tế, từ đó nâng cao vị thế ngành logistics của Việt Nam trên trường quốc tế. Tại sao Việt Nam được chọn trong kế hoạch của Mỹ? Cảng biển và logistics của Việt Nam đang là những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ việc cải thiện mối quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ hiện đang là khách hàng lớn nhất của hàng hóa Việt Nam. Từ đó cũng đã thấy được Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư và phát triển giao thương hàng hải tại Việt Nam, đặc biệt là tại các cảng biển chiến lược như Cái Mép, Thị Vải. Và mục tiêu của nước Mỹ tất nhiên là không đơn giản chỉ là thúc đẩy kinh tế Việt Nam, củng cố quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn là củng cố vị thế chiến lược của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. Việc đầu tư vào hạ tầng hàng hải và các dự án kinh tế lớn tại Việt Nam là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bằng cách hỗ trợ Việt Nam phát triển, Mỹ không chỉ mong muốn tạo ra một đối tác kinh tế mạnh mẽ, mà họ còn muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia có tiếng nói và vị thế vững chắc trong khu vực. Mỹ hiểu rằng một Việt Nam thịnh vượng và ổn định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng quyền lực ở vùng Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng bành trướng sức mạnh của mình ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất do là hàng xóm sát sườn của anh bạn khổng lồ này. Và điều này cũng sẽ khiến Mỹ hy vọng rằng họ sẽ có thêm một đồng minh mới trong cuộc chiến không khói đạn với Trung Quốc. Việc đầu tư vào Việt Nam còn cho phép Mỹ tiếp cận tốt hơn với các tuyến đường hàng hải quan trọng, thúc đẩy thương mại quốc tế và đảm bảo rằng các tuyến đường này không bị chi phối bởi Trung Quốc. Điều này đã từng được chứng minh khi mà chỉ tính đến tháng 8 năm nay, Việt Nam đã có tới 30 tuyến dịch vụ tàu mẹ đi thẳng Mỹ và châu Âu. Trước hết, cần phải hiểu rằng tàu mẹ là thuật ngữ chỉ các tàu chạy vượt đại dương. Tàu mẹ thường phải là các tàu container cỡ lớn có sức tải từ 10.000 tấn trở lên, được đóng để phục vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển với khoảng cách xa. Trong vận tải biển, tàu mẹ chỉ phục vụ giữa các cảng lớn và sẽ thực hiện tuyến vận tải chín đường dài. Chỉ tính riêng điều này thôi đã cho thấy sự ủng hộ của Mỹ và các nước đồng minh châu Âu với Việt Nam là lớn như thế nào. Trước đây, khi Việt Nam chưa đón được tàu mẹ, thì hàng hóa đi châu Âu và Mỹ sẽ phải trung chuyển qua các cảng truyền tải ở Trung Quốc, Hồng Kông hay Singapore. Việc Việt Nam đón được tàu mẹ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí trung chuyển, mà còn giảm phụ thuộc vào các cảng trung chuyển của khu vực như đã kể phía trên. Và đương nhiên, việc này là điều mà Mỹ luôn mong muốn. Đó chính là Việt Nam phải giảm phụ thuộc vào logistics và hàng hải từ Trung Quốc. Đồng thời, bằng cách cải thiện các cơ sở hạ tầng và khả năng kinh tế của Việt Nam, Mỹ kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp. Cùng với đó là khuyến khích Việt Nam tiếp tục hợp tác với Mỹ trong các vấn đề về bảo vệ các tuyến đường hàng hải. Việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát triển cảng biển cũng đồng nghĩa với việc Mỹ có thể bảo vệ tốt hơn các tuyến đường hàng hải quan trọng khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc. Điều này là rất quan trọng trong bối cảnh Biển Đông đang ngày càng trở thành điểm nóng tranh chấp. Như vậy, thông qua các hoạt động đầu tư, Mỹ không chỉ giúp Việt Nam trở nên vững mạnh hơn, mà còn gia tăng sự hiện diện và ảnh hưởng của họ trong khu vực này, từ đó tạo ra một đối trọng mạnh mẽ với Trung Quốc. Điều này phản ánh một phần trong chính sách tự do và mở cửa của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam được xem là một trong những mắt xích, những quốc gia then chốt nhất trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh địa chính trị tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến chiến lược quan trọng trong kế hoạch đầu tư của Mỹ vào ngành logistics và hàng hải.
Sự lựa chọn này không phải là ngẫu nhiên mà phản ánh một loạt các yếu tố chiến lược về kinh tế và địa chính trị. Thậm chí, đây còn là cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động cơ của Mỹ khi đẩy mạnh đầu tư cảng biển tại khu vực Đông Nam Á là quá rõ ràng. Thế nhưng, điều làm người ta thắc mắc là tại sao Mỹ lại nhắm tới Việt Nam trong kế hoạch này? Tại sao không phải là các nước khác như Thái Lan, thậm chí kể cả Campuchia? Trước hết, phải nói về vị trí chiến lược đặc biệt của nước ta. Việt Nam đã sở hữu một vị trí địa lý quan trọng tại vùng Đông Nam Á, đặc biệt là trong khu vực Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Cảng biển của Việt Nam, đặc biệt là cảng Cái Mép, nằm gần các tuyến đường biển chính nối liền các nền kinh tế lớn của thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực ASEAN. Vị trí này giúp Việt Nam trở thành một trung tâm logistics quan trọng, cung cấp kết nối chiến lược cho các hoạt động thương mại quốc tế. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics tại Việt Nam không chỉ tăng cường khả năng xử lý hàng hóa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vận chuyển và giao thương toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế tăng trưởng ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển này đã tạo ra cơ hội cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics và hàng hải. Sự phát triển này không chỉ hỗ trợ nền kinh tế nội địa mà còn cung cấp cơ hội lớn cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Mỹ, trong việc xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng logistics tại Việt Nam. Minh chứng cho điều này là hiện nay ở Việt Nam có 34 cảng biển và 298 bến cảng với tổng chiều dài lên tới hơn 96 km. Những con số này đã cho thấy tiềm năng phát triển lớn của ngành logistics và hàng hải Việt Nam on top. Chúng ta hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới, cạnh tranh với những quốc gia lớn như Trung Quốc hay Singapore. Còn tại Thái Lan hay Campuchia, hiện nay nền chính trị của hai nước này có nhiều biến động và không ổn định, dẫn đến kinh tế của hai nước này có thể bị ảnh hưởng theo. Và nguyên nhân mang tính quyết định lớn đó chính là chiến lược cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc của Mỹ. Mục đích chính của chiến lược này là giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc đầu tư vào Việt Nam giúp Mỹ đa dạng hóa các tuyến đường giao thương và giảm bớt sự phụ thuộc vào các cảng và cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc. Đây không chỉ là một bước đi nhằm đảm bảo sự ổn định trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn là một chiến lược nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt là khi Việt Nam là một nước hoàn toàn tự chủ và trung lập, không nghiêng hoàn toàn về Mỹ hay Trung Quốc. Ngược lại, tại Thái Lan và Campuchia, Trung Quốc đã đầu tư lớn vào các cảng biển tại hai nước này, tạo ra mối quan hệ chính trị gần gũi với các nước đó và điều này khiến Mỹ cảm thấy khó khăn khi muốn đầu tư vào đây, nhất là đối với Campuchia. Đất nước này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Trung Quốc. Bằng cách xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng logistics tại Việt Nam, Mỹ không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn tạo ra một điểm nhấn chiến lược trong việc cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc. Như vậy, việc hợp tác Việt-Mỹ đã đem lại rất nhiều thuận lợi cho ngành logistics của Việt Nam. Chúng ta sẽ có cơ hội phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, cũng như đẩy nhanh cơ hội cạnh tranh với thế giới. Thế nhưng, cũng cần phải nhìn nhận một cách thực chất rằng không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Sự giúp đỡ của Mỹ với Việt Nam là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, mà lợi ích lớn nhất với Mỹ là ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam. Như chúng ta cũng biết, vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông, một trong những con đường giao thương hàng hải quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, khi nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Trong đó, bờ biển được mở ra ở cả ba hướng Đông, Nam, Tây Nam nên rất thuận lợi cho việc giao lưu thương mại và hội nhập kinh tế biển toàn cầu. Còn nếu nói cụ thể hơn thì đường bờ biển nước, ta có 10 điểm trọng yếu có thể xây dựng cảng biển nước sâu và nhiều điểm cảng trung bình giúp vận chuyển tổng sản lượng hàng hóa lên tới 5 triệu tấn một năm. Theo đó, Việt Nam đã ký hiệp định hàng hải thương mại với 26 quốc gia và đã phát triển được 30 cảng biển với 166 bến cảng, 350 cầu cảng dài khoảng 45.000 mét, đồng thời xây dựng thành công 18 khu kinh tế ven biển. Nhưng đặc biệt hơn là, vùng biển rộng lớn với nhiều đảo trên Biển Đông còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nền an ninh quốc phòng Việt Nam. Nơi đây có tiềm năng khai thác lớn về các loại tài nguyên khoáng sản khiến cho Trung Quốc phải thèm thuồng. Vì vậy, suốt thời gian qua, Trung Quốc đã không ngừng xua tàu xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thậm chí là tấn công lực lượng chấp pháp trên biển của láng giềng để thực hiện các hành vi chiếm đóng trái phép của mình. Trước tình hình đó, công tác nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng hải quân đã được chú trọng. Ngoài việc tăng cường huấn luyện, Việt Nam còn không ngừng nghiên cứu công nghệ đóng tàu hiện đại để cho ra đời những con tàu chiến có sức mạnh đáng gờm, khiến Trung Quốc phải dè chừng. Nổi bật lên trong số đó phải kể đến siêu tàu Made in Việt Nam mang ký hiệu N290. Kể từ khi xuất hiện đến nay, nó đã liên tục trở thành nỗi ám ảnh của lũ giặc biển trên vùng lãnh hải Việt Nam. Vậy cụ thể, siêu tàu N290 có gì đặc biệt? Tại sao nó lại khiến cho Trung Quốc phải tái xanh mặt mày mỗi khi trông thấy? Chúng tôi sẽ đưa bạn đi khám phá ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, theo các kênh truyền thông uy tín đưa tin, tàu kiểm ngư Khan 209 thuộc biên chế chi đội kiểm ngư số 2, cục kiểm ngư Việt Nam đóng tại phường 11, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đây,
Nó có tên là Nienchev 781. Tàu khiên 290 có chiều dài lớn nhất là 90,5m, rộng 14m, mớ nước gần 4m, với lượng giã nước là 2.400 tấn. Tàu đạt tốc độ tối đa 21 hải lý một giờ với tầm hoạt động 5.000 hải lý. Hệ thống điều khiển của tàu hoàn toàn tự động và được điều khiển từ buồng lái. Ngoài ra, tàu ON 290 còn có hệ thống camera giám sát xung quanh và các bộ phận khác trên tàu. Tàu có sức chứa khoảng 200 người cùng một lúc. Đặc biệt, tàu kiểm ngư của Việt Nam còn có sân đậu và nhà chứa máy bay trực thăng. Trên tàu trang bị 2 tàu cứu nạn chuyên dụng xuyên lửa, 2 xuồng cứu sinh cao tốc và phao cứu sinh tự thổi. Trên bung tàu kiểm ngư số hiệu ON 290, lá cờ Tổ quốc không chỉ đơn giản là dấu hiệu được dùng để nhận dạng tàu của quốc gia, mà quan trọng hơn, nó còn được dùng để khẳng định chủ quyền biển đảo của nước nhà. Theo đó, tàu kiểm ngư Nghi An 290 có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, đồng thời thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ dân sự khác. Ngoài ra, hàng năm Nghi An 290 còn có nhiệm vụ đưa các đoàn đại biểu ra thăm đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đến nay, tàu kiểm ngư An 290 đã chở được hơn 17 đoàn đại biểu, trong đó có 9 đoàn đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh ra thăm và động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, vùng biển đảo phía tây nam của Tổ quốc với hành trình hơn 25 hải lý. Mỗi năm, tàu kiểm ngư Con 290 thường có 3 đến 4 chuyến công tác kéo dài từ 9 đến 11 ngày. Vào những ngày có sóng to, gió lớn, tàu càng phải ra khơi bám biển để hỗ trợ ngư dân và tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến ra khơi của tàu như một sự khẳng định chủ quyền quốc gia, sự trưởng thành lớn mạnh của ngành hàng hải Việt Nam vững vàng trên biển Đông và quốc tế. Theo ông Quách Hữu Quang, thuyền trưởng tàu ON 290 cho biết, trước mỗi chuyến đi, tàu đều xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, thanh tra ngư trường theo định kỳ ngày, tuần hoặc đột xuất. Khi có thông tin về tàu cá ngư dân hoạt động, trường hợp phát hiện tàu cá khai thác cách đường phân định mét dưới vùng trồng lấn với khoảng cách quy định, thì tàu sẽ bám sát theo dõi, tiếp cận tuyên truyền ngăn chặn. Nếu tàu nào có ý định di chuyển sang vùng biển Việt Nam để đánh bắt, tàu Nghìn 290 sẽ kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật. Nhờ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát nhiều năm qua, tàu Nghìn 290 cùng chi đội kiểm ngư số 2 đã giữ vững môi trường hòa bình trên biển và bảo vệ tài sản, tính mạng cho ngư dân. Những năm gần đây, chi đội kiểm ngư số 2 trên tàu ON 290 còn đảm nhiệm thêm một vai trò hết sức quan trọng nữa là cùng với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, nỗ lực khắc phục thẻ vàng EU của EU đối với thủy sản Việt Nam. Theo đó, tàu làm nhiệm vụ trên biển thường xuyên tiếp cận, kiểm tra, nắm tình hình, hướng dẫn ngư dân về giới hạn vị trí khai thác, hình thức khai thác, công cụ khai thác theo quy định của pháp luật và hình thức giữ liên lạc với cơ quan chức năng. Trong điều kiện không thể tiếp cận tàu cá của ngư dân, lực lượng kiểm ngư sử dụng máy liên lạc nghề cá kênh A10 để tuyên truyền hướng dẫn bà con. Khi được các cán bộ kiểm ngư trực tiếp hướng dẫn, giải thích cặn kẽ, ngư dân đã tuân thủ đúng quy định trong khai thác hải sản, với mong muốn góp sức gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam ở đường trên tinh thần biển của ta, ta khai thác, gìn giữ. Bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào, lực lượng kiểm ngư Nghìn 290 cũng phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình trên biển và luôn sẵn sàng cứu giúp để ngư dân yên tâm vươn khơi. Thống kê cho thấy từ năm 2022 đến nay, chi đội kiểm ngư số 2 đã cấp phát 2.500 sổ tay pháp luật và tờ rơi về lực lượng kiểm ngư, cấp 50.000 mét khối nước ngọt, 1.850 áo phao, 2.376 kg rau xanh, 800 kg thịt 300 ml dầu hạn bạc, 6 kg rau xanh, 800 bể hỉ miếng. Điều đáng tự hào là tàu kiểm ngư Canai 290 được đóng trong nước với công nghệ tiên tiến nhập khẩu. Tàu được sản xuất tại Quảng Ninh, một trong những tỉnh thành có công nghệ đóng tàu phát triển hàng đầu nước ta. Ngoài tàu ON 290, Việt Nam còn đóng và xuất sang châu Phi hàng chục tàu tuần tra cao cấp khác gần. Hay trước đó, Việt Nam đã đóng tàu đổ bộ và tàu tuần tra cho đối tác Venezuela. Đáng chú ý hơn là Việt Nam đã chế tạo thành công tàu cao tốc có sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787. Đây là siêu tàu cao tốc Thăng Long, tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Những thành tựu phát triển này làm nổi bật tham vọng vươn ra toàn cầu của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng khó khăn của ngành đóng tàu hiện nay là thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vì tại Việt Nam ngày trước đã diễn ra một thời kỳ khó khăn đối với ngành đóng tàu, nó khiến cho các công nhân lành nghề, các kỹ sư và nhà khoa học trình độ cao của ngành công nghiệp đóng tàu phải chuyển sang làm công việc khác, và cho đến nay vẫn chưa thể phục hồi được lực lượng này. Hơn nữa, hoạt động vận tải biển hiện nay sôi động hơn trước. Nhiều hãng vận tải có lãi cao đã quay trở lại đóng tàu biển và mở ra cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy vậy, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn, công nghệ, độ phức tạp của dự án. Đây là điều mà các doanh nghiệp Việt cần vượt qua để đón đầu cơ hội tốt từ thị trường. Ngoài ra, ngành đóng tàu của Việt Nam cũng đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu nhập ngoại. Nó đòi hỏi các nhà cung ứng vật tư trong nước phải lớn mạnh hơn,
và tham gia vào chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc, đồng thời thúc đẩy ngành phát triển bền vững. Nói tóm lại, để ngành công nghiệp đóng tàu khôi phục và khởi sắc, các doanh nghiệp đóng tàu cần nâng cao năng lực tài chính, liên doanh liên kết, lấy lại niềm tin của những khách hàng mà Việt Nam từng hợp tác đóng tàu tải trọng lớn. Bên cạnh đó, chính phủ cũng nên có chính sách tạo điều kiện cho ngành đóng tàu phát triển, nghiên cứu ưu đãi vốn cho doanh nghiệp đóng tàu và khuyến khích hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết trong ngành, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hải quân Việt Nam hiện nay đang có trong tay 18 tàu tên lửa hiện đại, đứng đầu là các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh. 18 tàu là một con số nghe có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế với vị trí địa lý của Việt Nam, chúng ta cần nhiều hơn thế để bảo vệ biển đảo quốc gia. Cũng đã từ lâu rồi, Hải quân Việt Nam không được tăng cường thêm sức mạnh bằng những chiếc tàu chiến hiện đại mua của nước ngoài. Dẫu biết rằng, trình độ công nghiệp quốc phòng của ta đang đi lên nhanh chóng, nhưng đối với tàu chiến thì trước mắt ta vẫn cần những bản hợp đồng chất lượng để bổ sung thêm. Trước đây, sau khi hoàn thành dự án Munya 12418, phía Nga từng cho biết đang đàm phán với Việt Nam về việc đóng 4 tàu tiếp theo, dự kiến sẽ có cấu hình vũ khí mạnh hơn. Thế nhưng mọi thông tin về hợp đồng này sau đó đã đi vào im lặng, cho đến gần đây dự án này mới được đề cập trở lại. Và có vẻ như Việt Nam chúng ta thực sự đang chuẩn bị đón 4 con tàu tên lửa tấn công nhanh được Nga đóng mới hoàn toàn. Cụ thể, mới đây, tờ Port News, một tờ báo chuyên về hàng hải của Nga, đã đăng tải một bài viết với tựa đề nhà máy đóng tàu Vinpearl dự kiến đóng thêm 4 tàu tên lửa Munya cho Việt Nam. Nội dung bài viết như sau: nhà máy đóng tàu Vinpearl đang tính đến việc đóng thêm 4 tàu tên lửa thuộc dự án 12418 mã Munya cho Việt Nam. Tổng giám đốc doanh nghiệp, ông Vladimir Khatichev, đã công bố thông tin trên trong lễ hạ thủy một chiếc tàu thuộc dự án này cho Hải quân Nga vào ngày 30 tháng 7 mới đây. Theo ông Khatichev, đến nay, nhà máy đã đóng mới 25 chiếc tàu thuộc đề án này, hầu hết đều được xuất khẩu sang các nước khác. Chúng tôi đã tổ chức cấp phép đóng tàu tên lửa Munya tại Việt Nam ở Hòa Bình. Tôi rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đóng thêm tàu tên lửa loại này. Suy cho cùng, vẫn còn một phương án chưa thực hiện được về số lượng 4 chiếc tàu cùng loại cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tàu tên lửa dự án 12418 Munya được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến, thuyền và phương tiện vận tải mặt nước của đối phương một cách độc lập và phối hợp với các lực lượng tấn công hải quân khác. Munya được trang bị các thiết bị vũ khí dẫn đường và liên lạc hiện đại. Lớp tàu này có lượng giãn nước khoảng 580 tấn, chiều dài khoảng 56,9m, chiều rộng 10,2m, tốc độ 29 hải lý giờ, tầm hoạt động 2.900 dặm. Nhà máy đóng tàu Vinpearl được thành lập ở Rybinsk vào năm 1930. Vinpearl chuyên sản xuất các loại tàu thuyền đường sông và đường biển, có trọng tải vừa và nhỏ, phục vụ cho mục đích quân sự và dân sự. Trước đây, Vinpearl là thành viên của tập đoàn Kalashnikov và tháng 12 năm 2020, 82,88 phần cổ phần của nhà máy đã được tập đoàn đóng tàu thống nhất Liên bang USC mua lại. Đó là toàn bộ thông tin trên tờ Port News của Nga đã cung cấp cho chúng ta. Như vậy, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, sắp tới đây, những chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Munya lại tiếp tục được Nga đóng mới để bàn giao cho Việt Nam. Trong biên chế của Hải quân ta, hiện đang có 8 con tàu loại này, trong đó 2 tàu được đóng ở Nga, còn 6 tàu tiếp theo, Việt Nam tự đóng trong nước theo giấy phép. Ngoài 8 tàu Munya 12418, Việt Nam còn vận hành 4 chiếc Munya 1241SE, hay còn gọi là Tarantul. Chúng được chuyển giao trong giai đoạn đầu những năm 2000. So với Munya 12418, Munya 1241RE có lượng giãn nước nhỏ hơn, cùng vũ khí đi kèm đơn giản hơn rất nhiều. Như vậy, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, sau một thời gian nữa, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng 16 tàu tên lửa tấn công nhanh. Khi nắm trong tay 16 chiếc Munya các phiên bản, Việt Nam sẽ chính thức vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia có hạm đội tàu tên lửa tấn công nhanh Munya đông đảo thứ hai thế giới, chỉ sau Nga. Chưa biết 4 con tàu mà Nga dự định chuyển giao cho Việt Nam sẽ được đóng theo thiết kế nào, vì chiếc tàu lớp Munya mang tên Stupinets được hạ thủy mới đây tại nhà máy đóng tàu Vinpearl ở thành phố Rybinsk đã có rất nhiều cải tiến. Các chuyên gia của cục thiết kế Almat đã sửa đổi đáng kể dự án 12418 theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Có thể nhìn thấy điều này khi so sánh chiếc Stupinets với những chiếc được chế tạo cho Việt Nam trước đây. Có thể nhận thấy sự khác biệt về địa điểm bố trí các bệ phóng của tổ hợp chống hạm cũng như số lượng các ống phóng mang theo. Trên các tàu tên lửa của Hải quân Việt Nam, mỗi chiếc có 16 ống phóng tên lửa chống hạm, còn phiên bản của Nga giảm xuống chỉ còn 8. Ngoài ra, trên phiên bản nội địa, chúng vuông góc với thân tàu, kéo theo một thay đổi về cấu trúc. Nhà thiết kế nói rằng họ đã nỗ lực cải thiện không gian sinh hoạt cho thủy thủ đoàn, lắp đặt các loại vũ khí, pháo binh, thiết bị điều hướng và liên lạc thế hệ mới. Trước mắt, con tàu sẽ lắp đặt thêm thiết bị và tiến hành chạy thử nghiệm. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì tới năm sau, nó sẽ sẵn sàng hoạt động. Các nhà bình luận quân sự quốc tế từng đánh giá rất cao tính năng chiến thuật của những con tàu tên lửa tấn công nhanh Munya, dự án 12418.
mà Nga chuyển giao công nghệ chế tạo tại Việt Nam. Những con tàu được mệnh danh là tia chớp này rất thích hợp với chiến thuật sói bầy trên biển bởi chúng sở hữu những tính năng vượt trội như nhỏ gọn, linh hoạt, nhưng có tốc độ cao để đột kích nhanh, rút nhanh và mang được nhiều tên lửa. Chỉ cần một biên đội hai chiếc tàu Monia có thể tạo ra cơn mưa, tên lửa diệt hạm với hàng chục quả đạn có quỹ đạo bay cực thấp, bám theo trên đỉnh sóng lao vào đội hình tàu của đối phương, khiến cho hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng không kịp phản ứng hoặc bị quá tải, không thể đánh chặn có hiệu quả. Tàu tuần phòng mang tên lửa Monia là mẫu tàu tốt nhất trong lớp này trên thế giới. Cơ sở sức mạnh tấn công nhanh của nó là hệ thống tên lửa Uran, cho phép đương đầu ngang sức ngang tài, bất chấp tàu lớn hơn của đối phương như là tàu khu trục hoặc chiến hạm. Mẫu tàu tuần phòng nước ngoài tương tự trong lớp này có trang bị yếu hơn nhiều, dùng tên lửa loại Harpoon và Exocet. Không chỉ nhập khẩu thêm lớp tàu này từ Nga theo kế hoạch dự kiến, cũng sẽ có thêm nhiều chiếc Monia khác được đóng mới tại Việt Nam, trang bị tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không cùng các vũ khí đối hải của Nga và một số nước khác. Phía Nga còn giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống radar cảnh giới, hệ thống radar điều khiển hỏa lực, hệ thống tác chiến điện tử, chống tác chiến điện tử và nhiều hạng mục quan trọng khác trên các tàu chiến hiện có trong biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Phía Nga đồng quan điểm với Việt Nam về việc không xuất khẩu tàu chiến nhằm mục đích tấn công mà chỉ xuất khẩu các tàu phòng thủ, trợ chiến, huấn luyện và cứu hộ. Các mẫu tàu đóng thuyền của nước ngoài như tàu huấn luyện Đà Nẵng MV Secam trọng tải 2.400 tấn do Tổng công ty Sông Thu đóng cho Australia, tàu tuần tra PV-11 lớp Espa 5.900 trọng tải 485 tấn do Venezuela, tàu vận tải đổ bộ Starlander 5 máy 600, tờ Khang Nông Người trọng 12 trọng tải 600 được nhà máy răm trong phần nạ. Với việc mua thêm các tàu chiến lớp Monia từ Nga, Hải quân Việt Nam đang cho thấy quyết tâm nâng cấp hạm đội tàu chiến của mình. Rõ ràng chi phí đầu tư cho Hải quân nói riêng cũng như cho quốc phòng nói chung là rất lớn, cho nên cần thiết phải được tính toán sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, đồng thời phát huy tác dụng răn đe cũng như hài hòa với nguồn ngân sách phân bổ. Với tình hình thực tế của Việt Nam, chiến lược tập trung vào lớp chiến hạm nhỏ, nhẹ nhưng uy lực mạnh này tỏ ra là một hướng đi đúng đắn để xây dựng nên một thế trận phòng thủ biển đảo vững chắc. Song song với đó là việc tích cực đầu tư để nâng cao năng lực cho các cơ sở đóng tàu quân sự, nhất là các công nghệ đóng tàu hiện đại, chủ động trong thiết kế, thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện thiết kế, từng bước làm chủ thiết kế, đóng mới các dòng tàu chiến hiện đại có hàm lượng chất xám và giá trị tăng cao. Trong mọi yếu tố thuộc về tiềm năng phát triển, thì yếu tố con người luôn chiếm vai trò quyết định. Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Hải quân Việt Nam nói riêng luôn chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đóng tàu quân sự, ưu tiên đào tạo phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, chuyên ngành đặc thù gắn với đóng tàu quân sự, có chính sách tuyển dụng đãi ngộ hợp lý để gìn giữ, thu hút được các nguồn nhân lực chất lượng cao cho đóng tàu sự. Và cuối cùng, không thể bỏ qua vấn đề hợp tác quốc tế. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ động tăng cường và mở rộng hợp tác với các nước có công nghệ đóng tàu quân sự phát triển thông qua các hình thức hợp tác về đào tạo chuyên sâu về thiết kế, đào tạo nâng cao chuyên môn cho kỹ sư, tay nghề cho công nhân, hợp tác về chuyển giao công nghệ đóng mới một số dòng tàu và nhận đặt hàng đóng mới các tàu xuất khẩu sổ đỏ chuẩn sơ, tổng với đói mạnh xúc tiến thương mại cộng thừa số